chú anh chị nhé. Năm rưỡi chiều gần 6 giờ, 6 giờ kém thì lôi về cái là lột quần áo, lôi ngay cây này ra làm. Cây này thì rửa ràng đã mấy ngày rồi. Thứ nhất là do ban ngày bận thì đêm làm thì không đục được. Cây này thì phải buộc phải lùa đục vào. Hôm vừa rồi tôi có quay một cái đoạn video về cái cây này. Có đục sơ một cái miếng này này. Đấy, cái miếng này. Thế thì đục dở thì bé hàng xóm giật mình nó dậy thì dậy khuya mà thì bỏ dở. Và ngay hôm sau thì tôi đục thêm những cái nhát như này. Đấy, để cho dẹo cái thân này đi. Cái chỗ này nó hơi suôn, vẫn hơi le, hơi suôn mà nó hơi thiếu cái độ quằn quại ở đây. Thì đục nhẹ một vài điểm để cho nó cái thân nó nhuyễn đi. Và bỏ cái miếng gồ này lên, trước nó gồ nó suôn như này thì làm cho nó cái bệ nó dễ chịu nhìn hơn. Đấy, thì cái này nó bo sẹo nhanh thôi, không tác động gì, đục toạc đục tiếc gì nhiều. Đây, cái chỗ này nó hơi bị béo, bóc ra bóc cũng bóc một ít thôi, một ít. Và đây cái điểm này nữa thì là tất nhiên là chưa đục quá đau đâu, mình rất hạn chế đục đầu nhưng mà rất là ưng ý sửa cái điểm này. Để trước cái cổ này nó lên tận đây các bác ạ, nó làm bí cái chỗ này, tôi bỏ cái chỗ này đi rồi. Cái này nó vít xuống, sau vít xuống thì nó vít xuống. Và đục ngày trước cái này nó cao, cũng đục cao này các bác, cái để không chịu để, tôi bỏ cái miếng này đi rồi và xử lý nhẹ như thế này. Đây cái cổ này, cho nó thoát cái cổ này mà các bác. Các bác tưởng tượng lúc đầu á, các bác nếu mà không ấy xem lại video nhé, cái đoạn này nó to nguyên cổ này, cả cái miếng này từ dưới này lên trên này nó to, nó đặc như này, nó làm không thoát cái cổ, không thoát cái điểm chuyển này. Đấy, và tôi bỏ nguyên cái tay này đi rồi. Tay này lúc nó chìa ra như này các bác nhìn hình dung không? Đấy, tôi bỏ đi rồi, đang nuôi tạm để lấy cái bóng này thôi. Có thể sau này cái này to lên thì dùng được, hoặc là tôi sẽ dùng một cái mầm ở đây, nó đang có chồi ở đây rồi. Hoặc là cũng có thể một cái phương án khác đâu đấy quanh đây, thì là định hình là như vậy, nhưng mà cây vẫn sẽ giữ cái mặt này là mặt chính. Vẫn sẽ giữ mặt này là mặt chính quá nhá. Cây hoàn thiện đến đây khoảng độ 30 phần. Đấy, hôm nay gió rất là mát. Thì chia sẻ lại các bác, hôm vừa rồi cây dở dang. Và lúc quá trình tôi đục hôm sau thì tôi cũng không quay lại. Đấy, thì hôm nay chia sẻ lại các bác. Và bây giờ chỉnh sửa thêm một chút, tranh thủ trước giờ cơm chỉnh sửa thêm một chút là cái tay này. Vì sao chỉnh sửa? Các bác nhìn chỗ này nó hơi bị thô đúng không? Cái khẩu này. Và cái tay cành nó không được rõ ràng cho lắm. Thì đây tôi khuyết vào đây. Đấy, đục lát léo vào đây để xé cái tay này ra, phân một đây một nhánh, đây một nhánh cho nó rõ ràng. Không có đoạn này nó to thô ạ. Đấy, thì bây giờ cái cây nó đã khá là rõ ràng rồi. Đục lại gần như toàn bộ. Không dùng được cái vết nào đục của cái bác chủ cũ cả. Đấy. Gần như làm lại toàn bộ. Thế thì sau đây sẽ xử lý nốt cái miếng này thôi. Còn phần dưới thì ok rồi. Phần dưới là chỉ nuôi thôi. Đấy, đục này móp đây. Khá là ổn. Không cần phải đục to tát gì cả. Đấy, cái miếng này thì thôi. Người ta đục đoạn này ok rồi. Chỗ này thôi là ok. Và cố gắng sau nó mọc ra nó bè thì nó kéo rụt thấp cái tay này xuống, chứ không nó không vẩy vẩy như thế này nữa. Các bác hình dung không? Đấy, mặt này nhìn là đã ổn rồi. Bây giờ được nốt cái tay các bác nhé. Và là cây này là đã định hướng chuẩn lối đi và cứ thế làm thôi. Còn bác nào mà sau này sở hữu mà làm lối khác thì chịu. Cố gắng các bác nhé. Chia sẻ với các bác kinh nghiệm là cố gắng mua được những cái cây nào mà làm triệt để mình kế thừa được là tốt nhất. Không có đi lại về lại đưa về phôi thì rất là phức tạp, rất là lâu để có thể câu cây chơi. Đấy, thì cố gắng thôi, chứ còn ví dụ mình đã thích một cái phôi nào quá mà người ta định hướng sai thì vẫn phải bắt về làm lại thôi các bác nhé. Không có đúng sai gì cả đâu các bác nhé, chỉ có là mình đang theo đuổi phong cách nào và mình kiên trì thôi. Các bác là lại cởi trần. Cởi trần là ok các bác.
trời các bác cảm giác sắp mưa ấy. Cây đục huyền thoại một chiếc con nha. Đấy, chia sẻ với các bác nào mà mới thì nên mua cái máy lũa các bác. Nó có những cái mũi phá hình quả táo rồi những cái mũi lũa, mũi khoét, mũi đa năng lắm, dùng sướng lắm. Cái đục này nó hạn chế là không có rất là khó bị mài cái này. Khi mà các bác đục cái bể mà nguyên chậu này thì khó phải bứng nó lên. Nhưng mà cái máy kia thì lùa vô tư cái này.
thế thôi, nắng nót lắm rồi. Xong phim bôi keo liền sẹo thôi và hoàn thành tác phẩm này các bác nhé. Giờ là không đụng vào nữa đâu, giờ không có đục đẽo gì cây này nữa, tạm hứa là thế. Xong rồi các bạn nhá, ưng chưa, nhìn ok chưa. Sau lên đến đây cắt giật phát tận đây chứ không cắt sơn đây đâu, cắt giật ở đây này, có mầm đây này, sau lái sang đây này này, hôm nay ở đây này. Đấy, nắn dần thì con nhá, những cái như này nắn dần tất nhiên nhẹ thôi nhá, không quạc cái là mất công ạ. Xanh nó giòn, mềm đến mấy nó vẫn giòn hơn xi thì nắn thì vô tư hơn. Đấy, cái trục chính này thì nó mọc lên không sao, những cái chỗ mà mọc của sườn này lên là toạc ngay đấy. Cái này ngắn thoải mái, vừa rụt cái đầu này nó tòe ra này, nó rụt lại, sau nó mẫm, thích lắm. Cứ dần dần, mỗi ngày nắn tí thôi. Đấy, chia sẻ các bác, à đấy, đục đẽo cái mùa này là hạn chế được bác nhá. Nếu có đục là phải che chắn cho bóng râm, che chắn mát vào. Và rồi hồi mới lại bung lụa ra ngoài, không có là toát hết đấy, nắng nóng như này, toát hết ngay. Đẹp chưa, đẹp đẽ chưa, này. Quá ưng luôn, ưng bụng luôn. Nhìn cái mặt này thì ai chả thích đúng không? Mặt này nhìn ai chả thích. Mặt kia cũng rất là ok đâu, đâu có xấu đâu. Đấy, năm điền biến nhanh lắm. Đấy, đục rồi là ok rồi. Sau này có lùa vào thì cũng chỉ chỉnh sửa nhẹ một tí thôi, không đáng kể. Cơ bản form dáng nó vẫn như thế này thôi. Đấy, cứ làm tự nhiên này thôi. Ngọn đây rồi, cao này, hoàn thiện đúng cái này các bác nhé, hoàn thiện không lấy cao hơn là xấu nhé. Đấy, bác nhìn này, đây vừa bôi keo sẹo ở đây rồi, bảo vệ vết thương không ạ. Thôi không có keo tốt thì bôi keo đều nữa các bác, quan trọng là bảo vệ vết thương, không có nắng này toát hỏng hết ngay, khô cháy ngay, cháy toát luôn, nóng khủng khiếp lắm. Đấy, đục một cái lỗ giếng trời đây. Nó thông trên thì vô tình là không phải vô tình mà là cố tình ấy, thì là lại được một cái những cái chiều sâu và cái tay này cảm giác nó thấp hơn xuống vừa nãy đúng không? Và vừa nãy nhìn thấy nó rất là nặng đúng không? Nặng nề và cục mịch ở đây đúng không? Giờ tôi xé nó ra đây, phần vai ở đây, đấy rõ ràng chỗ này lại có những cái giếng trời thông xuống tận đất, cũng là một cái sau clip sẹo rất là hay. Đấy, và đục khuyết được cái sẹo này ra, không bị còn bị béo phì cái chỗ này ra nữa. Rất là ok. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác có nhiều tác phẩm đẹp nha. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo.